ơn các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu các bạn thấy hay thì hãy bấm like, share và subscribe cho channel của mình nhé. Xin chào! Màn trao duyên giữa Lionel Messi và PSG ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay quả thực như một quả bom nguyên tử có thể gây nổ toàn thế giới. Sức nóng của phi vụ thế kỷ đó vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt dù cả hai đều đã chốt xong đơn. Vậy thì nhân dịp chúng ta được thấy Messi thi đấu trong màu áo mới của Paris Saint-Germain từ mùa giải năm nay, hãy cùng nhau theo dõi lại trận đấu mà Mbunga đối đầu với chính gã nhà giàu nước Pháp lần đầu tiên trong sự nghiệp nhé. Để xem khi còn là kẻ thù của nhau, chú bọ chét nguyên tử xứ Catalan đã bón hành Paris Saint-Germain nhiều cỡ nào nha. Boy, got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause there's so much fun. Lionel Messi đã có cú dứt điểm đầu tiên đe dọa khung thành PSG vào phút 16. Nhận bóng từ ngoài vòng cấm, siêu sao người Argentina đã có pha đóng gạch đầy uy lực. Nhưng đáng tiếc là tấm lưng chắc nịch của Alex khiến cho Mbunga chỉ mang về một quả phạt góc cho Barca. Ngay ở pha bóng tiếp theo, Messi đã thực sự có một tình huống khiến thủ thành Nicolas Duchet đã phải làm việc. Bắt nguồn từ pha phối hợp ném biên cùng Dani Alves, M10 đã cầm bóng và ngoặt thẳng vào trung lộ. Nhưng trước hàng thủ tổ chức khá kín kẽ của PSG, Messi đã dẫn bóng tiếp ra cánh đối diện. Tuy vậy, cuối cùng thì bò chát nguyên tử cũng có cơ hội dứt điểm. Cơ mà cú sút của Messi lại đi vào chính giữa khung gỗ và Duchet không mấy khó khăn để hóa giải. Lối đá tiki-taka của Barcelona thời đỉnh cao nó đáng sợ như thế nào? Có lẽ không nói thì các cầu thủ Paris Saint-Germain cũng thừa hiểu. Nhưng biết là một chuyện, còn việc ngăn chặn được hay không thì lại là một bài toán khó. Và đây chính là những màn phối hợp thuộc dạng cơ bản bậc nhất tại Barca thời điểm đó. Những đường chuyền ngắn liên tục tạo ra những hình tam giác khiến đối phương trở tay không kịp. Cơ mà tình huống này thì hơi đáng tiếc khi cú chọc khe cuối cùng của Messi lại hơi hiền. Chứ nếu không là chưa biết chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu. Có thể là một siêu phẩm thay vì chỉ là một quả đá phạt góc. Khi còn đang nỗ lực trên mặt trận tấn công, Lionel Messi vẫn khiến khán giả trầm trồ về khả năng hỗ trợ phòng ngự của mình. Một cú nhoài người xoạc bóng mượt mà đã giúp Leo cắt ngang đường lên bóng của Paris Saint-Germain, đồng thời lấy lại quyền kiểm soát cho đội bóng đến từ Catalan. Phút 37, nhận đường chuyền bóng chính xác từ đồng đội, Messi đã có màn chạy chỗ phá bẫy việt vị vô cùng uy tín. Nhưng cú dứt điểm cuối cùng của số 10 bên phía Barca lại đi quá thiếu chính xác. Cũng phải thông cảm cho Messi ở tình huống này khi mà các cầu thủ của Paris Saint-Germain đã lao về khép góc rất nhanh, khiến phạm vi sút bóng của M10 bị hẹp đi đáng kể. Khi hiệp 2 bắt đầu được 7 phút, Barcelona đã được hưởng một quả penalty. You know, like
Và đương nhiên, cầu thủ đảm nhận trọng trách thực hiện sẽ là Lionel Messi. Mặc cho đã bị các cổ động viên PSG chơi xấu khi liên tục chiếu laser vào mặt, nhưng Mbunga vẫn rất bình tĩnh và dễ dàng đánh lừa thủ thành vào sân thay người Sirigu. Messi đã lập công và 2-0 cho Barcelona. Một màn so tài trực tiếp giữa đội trưởng của hai đội bóng, thêm một đường phất bóng dài từ phần sân nhà của Dani Alves, Messi lại bứt tốc để đón lấy đoạt trái bóng. Anh có pha đấu trí với Christopher Zanlet và thế là liên tiếp những cú rê bóng đầy khó chịu của M10 đã khiến cho thủ lĩnh Paris Saint-Germain phải chóng hết cả mặt, quay cuồng trong mơ hồ mà cũng chẳng thể chạm được vào quả bóng. Khi mà Messi đã chủ động cầm bóng và di chuyển, việc giành lấy quyền kiểm soát sẽ là bài toán vô cùng nan giải với mọi hàng thủ trên thế giới. Như trong tình huống này, dù có dàn trải cả 4 hậu vệ hiện có trong đội hình, thì Paris Saint-Germain cũng chẳng thể cản siêu sao Argentina áp sát khung thành. Thêm một đường chuyền tuyệt vời nữa đã đặt Ibrahim Afellay vào tư thế trống trải. Đáng tiếc là cầu thủ mang số 20 lại không thể có cú dứt điểm như ý. Thêm một nỗ lực tả đột hữu dung nữa của Lionel Messi, lần này là những màn đập nhã quen thuộc của các cầu thủ Barcelona. Trái bóng đang được luân chuyển đến giữa sân thì Iniesta bị đè đầu cưỡi cổ. Không mất một phút giây chần chừ nào, chàng Leo đã đoạt bóng và xông thẳng vào vòng cấm của Paris Saint-Germain một cách thần tốc. Tuy vậy, đến đoạn chuyền cuối thì Messi lại hơi chần chừ. Chính điều đó đã khiến anh bạn thân Cesc Fabregas bị lỡ đà. Và thế là cựu cầu thủ của Arsenal đã rơi vào thế việt vị, nên dù đã đưa được bóng vào lưới, nhưng gương mặt của cả Messi và Fabregas đều trở nên tâm trạng ghê gớm. Tỷ số hòa 2 đều đã khiến cả hai đội phải bước vào loạt penalty cân não. Tuy nhiên, với tính chất của một trận giao lưu vui vẻ thì màn đấu súng cũng trở nên bớt căng thẳng hơn hẳn. Một lần nữa trong trận đấu, Messi phải đối đầu với Sirigu ở khoảng cách 11m và cũng thêm một lần nữa, siêu sao người Argentina đánh lừa hoàn toàn thủ thành mang áo số 30, vẫn theo phong cách nhẹ nhàng như quả đầu tiên. Cuộc Barcelona có chiến thắng 4-1 ở loạt đá phạt đền, qua đó giành thắng lợi cuối cùng. Thế là Lionel Messi cùng đồng đội có chiếc cúp giao hữu sương sương mang về phòng truyền thống. Vừa rồi là trận đấu đầu tiên mà Lionel Messi được đối đầu với đội bóng hiện tại của anh PSG trong sự nghiệp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video thú vị, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.